Ok, thế nói lại vậy. Em nắm được câu hỏi rồi đúng không? Câu hỏi gì nhỉ? Từ cái đoạn nào nhỉ? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với talk show Người Trong Môn Nghề. Tôi là Việt Anh và hôm nay thì chúng ta có ở talk show Người Trong Môn Nghề một khách mời, cũng là một người anh em, nói chung là người anh em của tôi. Đấy chính là anh Đức Anh, hay còn gọi là Andrew Bay Bồng. Cái tên chắc là nhiều người sẽ cảm thấy thân thuộc hơn là Andrew Bay Bồng hay là A Flying Andrew. Thế thì hôm nay tôi rất là vui được có Đức Anh tham gia talk show Người Trong Môn Nghề, bởi vì là cái câu chuyện về video editor này hay là sản xuất video luôn luôn là một câu chuyện rất là nóng hổi, và rất nhiều bạn trẻ bây giờ thì cũng có nhu cầu, và trong đó có một bạn trẻ cũng đã gửi một confession mà sau đây tôi sẽ chia sẻ với Đức Anh trong cái quá trình nói chuyện. Thế thì rất là cảm ơn Đức Anh vì hôm nay đã dành thời gian. Và trước khi mà mình bắt đầu thì không biết là em có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn khán thính giả của Spy Room được biết được không? Cảm ơn anh về đây. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của Spider Room. Mình là Đức Anh, hay nghệ danh online là A Flying Andrew hay là Andrew Bay Bổng. Mình thì bắt đầu là một YouTuber, nhưng mà đợt một vài năm gần đây thì mình bắt đầu quay phim nhiều hơn, và quay phim thời trang, MV, những cái quảng cáo. Ok, thế cũng cũng khá là ngắn gọn đấy nhỉ. Nhưng mà anh thì anh thấy là trên thực tế là em làm quá nhiều thứ mà có vẻ như là cũng hình như đang hơi khớp thế nào đấy, là chưa 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 kịp nhắc đến thì phải. Và thế thì để bắt đầu một cách gọi là mình gọi là khởi động đi. Thế thì anh sẽ hỏi về một cái sản phẩm mà anh nghĩ là cũng em cũng rất là tâm huyết, vì anh em mình là bạn với nhau trên Facebook nhiều mà anh cũng cũng theo dõi mà em cũng nói chuyện nhiều. Thì đấy chính là cái MV Gái Độc Thân của The Link ấy. Thì em có thể nói sơ qua một chút cái cảm nhận của em và những cái gì mà em đã làm cho MV đó, những cái tâm huyết mà em đã dành cho MV đó được không? MV Gái Độc Thân là cái sản phẩm mới nhất và to nhất từ trước đến giờ của em về mặt budget. Câu chuyện khá là dài, nhưng mà em thì quen từ Linh từ trước khi Linh đi thi cuộc thi Rap Việt hồi năm năm ngoái ấy nhỉ. Xong rồi bọn em gặp nhau, lúc đó đã định làm dự án, làm một cái MV gọi là độc lập, kiểu indie MV, kiểu low budget, budget thấp, kiểu tự do ấy, những nghệ sĩ mới trẻ. Nhưng mà sau đấy Tờ Linh cũng rất xuất sắc trong cuộc thi Rap Việt, thế là bọn em có rất nhiều những cái dự định, những cái kế hoạch, ý tưởng khác nhau. Thế là nhưng mà cũng do đợt dịch và nhiều những cái yếu tố khác ấy, nên là MV mãi đợt phát cũng phải gần một năm mới có thể hoàn thành được. Đây là một cái trải nghiệm rất là mới, thì bọn em làm với rất nhiều những cái setting mới này. Chứ trước giờ nếu mà bọn em quay thời trang, quay du lịch thì thường là những setting nó khá là tự nhiên, kiểu mình quay ở đường phố ở nước ngoài hoặc là những cái set cố định ấy. Thì những cái MV Gái Độc Thân này là em và đội đội art trong 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 team là làm từ đầu đến cuối luôn, về concept, ý tưởng, xong rồi edit, xong rồi lên tất cả kế hoạch. Nói chung là rất nhiều vấn đề đã xảy ra, và kiểu nó rất là thú vị ấy. Vấn đề xảy ra nhưng mà lại rất thú vị à? Ok, thế thì thật ra thì anh cũng, tức là anh cũng theo dõi, vì anh thấy là Gái Độc Thân thì như là MV mà em cũng gọi là từ đầu đến cuối đúng không? Lên concept này rồi thậm chí là tìm tài trợ đúng không? Xin tài trợ cộng với là sản xuất tất cả mọi thứ. Và thậm chí là đến cuối còn đẩy cả lên 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 kênh YouTube thì như cũng cũng có mình cũng phải tham gia khá nhiều cho đến khi mà nó ra sản phẩm cuối cùng đúng không? Thì thật ra thì với một cái MV Gái Độc Thân như thế thì như em nói là nó một cái MV rất là lớn, một 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 budget rất là lớn, và mình có cái mức độ đầu tư cho nó cũng cũng lớn. Thế thì với các cái job khác của em thì sao? Em đã từng làm những cái job gì và nó anh biết là nó rất là đa dạng đúng không? Nó từ TVC này, anh cũng đã từng xem những TVC của em, ví dụ quay cho Haley Tống này. Hay là thực ra không phải Haley Tống mà Haley Tống là nhân vật cho TVC của một nhãn hàng thì đúng hơn, hoặc là cho Châu Bùi rất nhiều đúng không? Thế thì cái trong các cái công việc như vậy thì vai trò của em là gì, và cái mức độ, tức là mức độ tham gia của em trong những dự án như vậy thì nó khác như thế nào so với cái Gái Độc Thân? Trong Gái Độc Thân thì cũng em làm nhiều, khá là nhiều, bởi vì những dự án khác thì em thường là làm một phần trong đấy thôi. Ví dụ như là Châu Bùi thì thường là trong một dự án quay thời trang nhá, thì em sẽ làm quay phim và edit và đạo diễn, chỉ đạo cho Châu diễn như thế nào, đi từ đâu đến đâu ấy. Thì đấy là những cái công việc thường của em, bởi vì những phần trang phục và phần phần make up sẽ là có những người khác, và địa điểm thì sẽ có yêu cầu của khách hàng hoặc là yêu cầu của bên của Châu. Còn của Tờ Linh thì em đã phải làm từ việc lên kế hoạch kịch bản, đi xin sponsor,
Xong hôm đấy làm đạo diễn kiêm sản xuất, thực ra producer sản xuất thực ra cũng là kiểu công việc logistics, kiểu mình sắp xếp cả đoàn đến vào giờ này, xong rồi ai chuẩn bị những thiết bị gì, xong rồi mình phải lên concept cho cái MV, bởi vì MV Tờ Linh là có bốn cái concept, những cái sân khấu biểu diễn ấy, thì bọn em cũng phải, em cùng đội đội art cũng phải lên là mình thiết bị này mình đặt ở đâu, mình có bao nhiêu tiền, xong rồi ngày một mình quay cái gì, ngày hai mình quay cái gì. Hôm quay thì em cũng tham gia cùng với đội quay và đội DOP, DOP là Director Photography là Tuấn, thì em cũng tham gia cùng với Tuấn trong việc set thiết bị ánh sáng, và trong hậu kỳ thì em cũng làm edit chính và cũng chỉnh màu cùng với bạn colorist luôn. Nói chung là cũng Ok. khâu nào mình cũng tham gia để mình đảm bảo là nó thống nhất các khâu với nhau ấy. Thì đấy là dự án to nhất, thì khi em nói là kiểu to nhất thì thường là em phải có hết từ trên xuống dưới, còn những dự án khác thì sẽ có client họ lo sẵn những cái phần nhất định cho mình chỉ kiểu đến quay, hoặc là như là dự án của Suni Hạ Linh quay cho Senka kem rửa mặt đấy, thì em chỉ việc gọi là đạo diễn là chỉ việc đến và đảm bảo là cái nội dung ý tưởng là được quay như thế thôi, còn còn việc sắp xếp các thứ là có những người ở khâu khác họ lo phần đấy rồi. Ừ. Thế thì mình nói đến các cái khâu khi mà sản xuất một video đấy thì thông thường ấy về mặt tiêu chuẩn ấy thì nó sẽ có các cái khâu như thế nào? Đầu tiên khi mà khách hàng họ đến với em thì đầu tiên sẽ là họ có một cái ý tưởng và mình sẽ phải có pre-production, tức là mình chuẩn bị, mình trao đổi với khách hàng là ngân sách của khách hàng là bao nhiêu, họ muốn cái gì, thì mình sẽ xem là với ngân sách đấy thì ý tưởng có thực hiện được không, và mình trao đổi qua lại kịch bản, chốt các thứ cho đến khi mà mình chốt được một cái ý tưởng, một cái ngân sách phù hợp với cả hai bên. Hôm quay là mình sẽ chỉ quay thôi, nhưng mà tất cả những cái mà mình phải chuẩn bị trước hôm quay là pre-production, thì mình phải xem là ai làm ánh sáng này, ai xây một cái set. Ví dụ hôm Senka nhé, cho mọi người dễ hình dung, hôm Senka là cảnh chị Suni Hạ Linh rửa mặt và nhảy trong một cái căn phòng, thì cái căn phòng đấy là mình phải xây lên từ những cái bức tường bằng 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 ván ấy, thì pre-production là mình phải thuê một đội họ xây dựng trong vòng một, hầu như hôm đấy là phải 1 ngày rưỡi, thì họ tạo những cái tường này, họ sơn những cái tường, họ trang trí những bức tranh, xong rồi họ kiếm những cái đồ nội thất để đặt vào đấy để cảm giác như là một cái phòng thật, bởi vì là thường thì tất cả các quảng cáo đều quay ở phim trường, phải xây nên một cái phòng đúng theo ý của client ấy, của khách hàng, thì phải chuẩn bị trước những hôm đấy, và tất cả những cái trang phục, tất cả những cái shortlist, những cái cảnh nào mình phải quay từ 1 cho đến 50 là hôm đấy phải đảm bảo là mình quay đủ hết 50 cảnh. Và rồi hôm on shoot này thì mình sẽ, kịch đạo diễn sẽ có một cái tờ như thế để đảm bảo là mình quay xong cảnh 1, cảnh 2 là mình tích 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 vào đấy. Khách hàng cũng ngồi cùng luôn để mà gọi là xác nhận là shot này mình đã có này, xác nhận mình đã có, và diễn viên thì diễn đúng cái biểu cảm mà khách hàng muốn. Thì đấy là on shoot day, thì mình hoàn thành tất cả những khâu đấy, mình quay xong rồi thì mình sẽ chuyển sang khâu post production là khâu hậu kỳ. Hậu kỳ thì có edit và chỉnh màu và VFX, từng cái phần đấy cũng phải, mình cũng đã bàn và thống kê trước ở phần pre production rồi, xong rồi mình mới làm theo đúng kịch bản ở phần post production. Và thường thì hậu kỳ thì mình sẽ chỉnh sửa những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái nhịp điệu mà chưa đúng hợp lý lắm thì mình thay đổi một chút, nhưng mà về phần kịch bản vẫn là thường thường vẫn là giữ nguyên theo ý tưởng ban đầu. Và phần VFX nữa thì cũng có các đội khác nhau, và làm kiểu bọn em sẽ gom cùng với nhau và gửi cho khách hàng cùng một lượt để mà mình sửa khoảng 3 cho đến 4 lần là có thể ra được sản phẩm cuối cùng. Nhưng mà với một quy trình như vậy ấy, thì em tự tin, với cá nhân em thì anh thấy là có vẻ chắc là cái bước quay là bước mà em tự tin nhất đúng không? Tại vì anh nhớ là lúc anh gặp nhau là anh rất hay để ý là kiểu em rất thích nhìn những cái góc nào đấy xong rồi quay mấy cái đoạn kiểu nghệ nghệ đó, chất chất thì có vẻ như đấy sẽ là cái bước mà em mạnh nhất, sở trường mạnh nhất đúng không? Hay là sở trường của em là ở đâu? Đúng, thưa sở trường của em là quay. Em là gọi là filmmaker, là người quay phim là chính. Thì đợt này có những cái khâu khác, thì kiểu team production thì có những thành viên khác họ làm cùng em ấy. Như là đợt này thì có Jin là làm cùng về phần creative và phần 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 nghệ thuật, phần design, bởi vì những phần đấy em kiểu không giỏi. Rất là xấu. Rồi làm rất kém những phần 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 design, nên là
xong rồi những phần VFX thì có những bạn sẽ chuyên về VFX, bạn sẽ làm và bạn làm theo đúng cái nội dung mà kịch bản là mình muốn. Còn em thì sẽ tập trung vào mạnh nhất là cái phần góc máy này, phần diễn biểu diễn của diễn viên ấy, bởi vì cái đấy quan trọng phết. Nếu mà mình có một góc máy đẹp nhưng mà diễn viên lại nhìn đi đâu đấy, hoặc là không diễn đúng những cái động tác đặc biệt mà mình muốn, thì cái video nó sẽ không ra được cái cảm xúc đặc biệt như là mình muốn. Thì có lẽ là diễn viên mà em làm cùng hợp tác trước giờ thấy ưng nhất vẫn là Châu Châu Bùi. Kiểu bình thường bọn em đi kiểu đi chơi với nhau như những người bạn rất là vui nha, nhưng mà lúc mà diễn thì Châu diễn rất là đúng đúng cái ý mà em muốn ấy, nên là làm việc với nhau rất là hợp và ra những cái sản phẩm rất là độc đáo, rất là dị. Vừa nãy em có nhắc đến một cái keyword là dị đúng không? Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau đó, và mỗi người sẽ có một cái mong muốn xây dựng một dạng sản phẩm khác nhau. Ví dụ như anh nhé, khi nhìn vào sản phẩm của em, anh sẽ thấy là nó có màu gì đó hơi gọi là gì nhỉ, nghệ nghệ kiểu hip hop này, phương Tây một tí. Đấy, đối với anh nhé, cá nhân anh không biết là có đúng hay không. Nhưng ví dụ một số khác thì một số người khác thì anh lại nhìn thấy sản phẩm người ta có cái hơi hơi hướng kiểu Á Đông ấy, một số cái yếu tố dân tộc các thứ. Thế thì với em thì cái độc, cái dị và cái chất mà em muốn hướng đến nó là cái gì? Bình thường những cái góc máy của em thì không theo tiêu chuẩn điện ảnh cho lắm, bởi vì em học là theo style của social media, của mạng xã hội, những cái video ngắn và cần những cái góc quay nó rất là hấp dẫn nhanh, bởi vì phim điện ảnh thì thường là sẽ kéo dài tiếng tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng mà đấy thì những cái góc máy của em thường em sẽ muốn có những góc máy mà nó hút mắt người xem nhất, nên là em sẽ kiếm những cái góc quay kể cả địa điểm không có gì là xuất sắc, nhưng mà những cái biểu diễn của nhân vật, những cái góc máy nó đi từ dưới lên hoặc là nó xoay sang ngang như thế này, cần phải có những cái sự đặc biệt nhất định. Thì ví dụ như là cái clip mà em quay cho Châu Bùi ở Paris với Đề Cao khoảng năm 2018 là có những góc quay rất là em rất ưng, thì cái góc đấy có lẽ là một trong những góc em ưng nhất, là khi mà Châu mà kiểu nghiêng người ra đằng sau và chân đá ra đằng trước thì cái máy nó sẽ nghiêng cùng với Châu, thì tạo ra là kiểu hình châu vẫn như này nhưng mà cái cả cái thế giới nó nghiêng sang bên này Ok. ấy. Thì đấy là trong những cái góc quay mà hôm đấy bọn em phải quay lại chắc phải 5 6 7 lần, nhưng mà Châu cũng khá là tin tưởng, nên là cũng hôm ấy trời ở Pháp siêu lạnh Châu mặc cái quần đùi siêu ngắn, kiểu quần đùi lụa lụa mà ngắn ngắn ấy. Ôi, nói chung là đợt đấy được kỷ niệm. Theo anh được biết là nó sẽ có rất nhiều vị trí trong một cái production team đúng không? Chẳng hạn như với em là bây giờ em đang có một team là A Flying Andrew Productions đúng không? Thì cái team của em, cái kết cấu, cơ cấu nó như thế nào? Ví dụ những ai là những thành phần mà chắc chắn là phải có này, hay những ai là mình sẽ có thêm bên ngoài, có thì tốt, không có thì cũng không sao. Và ví dụ như khi mà mình nhìn vào một team production như vậy thì cái mức độ gọi là mức độ thu nhập đi, bởi vì anh nghĩ là rất nhiều người, rất nhiều bạn khi mà nghe cái podcast này cũng sẽ rất là quan tâm đến câu chuyện là tôi có thể sống với nghề được không, bởi vì khi mà mình nói về câu chuyện làm những cái nghề mà nó hơi thiên hướng nghệ thuật một tí đúng không, nó hơi thiên hướng sáng tạo một chút như thế này, thì lúc nào câu chuyện anh thấy là phụ huynh ấy lúc nào cũng sẽ làm cái này thì không không ổn định, không ăn thua hay như nào đấy. Thế thì không biết là em có thể đưa ra một số cái cảm nhận của em được không? Đúng không, nghề quay phim thì cũng rất khá, tương đối là không phải là quá khó, nhưng mà nếu mà để bắt đầu vào mà chưa biết cái gì ấy, thì cũng sẽ mất khoảng 1 cho đến 2 năm để mà bắt đầu kiếm được 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 thu nhập từ cái ngành này. Maybe là ngành chụp ảnh thì sẽ kiếm được nhanh hơn, nếu mà bạn học nhanh hơn khoảng 2 3 tháng là bạn có thể đi chụp ảnh dịch vụ được rồi. Nhưng mà ngành quay phim thì thường có những cái vị trí nó phức tạp hơn, thường một cái project cho quay phim thường là rất là lớn, lớn hơn nhiều so với một dự án chụp ảnh, bởi vì dự án quay phim thường cần rất nhiều những vị trí mà cần nhiều kinh nghiệm hơn đấy, bởi vì khi mà chụp thì thường cái thiết bị nó sẽ nhỏ hơn, là một cái máy này, một chiếc máy mà chụp ảnh mà to lắm là một cái medium format thì nó cũng to cỡ cái bánh chưng thôi ấy. Còn một cái máy quay phim mà khi mà anh đặt lên xếp các thứ lên rồi thì cần một cái chân máy rất là nặng, một cái máy đấy kiểu nếu mà em những cái lần mà em quay thì cái máy đấy nó phải nặng đến 15 cân bởi vì Làm có cận. pin, có lens, xong rồi có cái những cái khung sắt mà giữ cái đấy. Thì trong trong production thì có những cái vị trí ví dụ như là
Nếu mà bạn nào thích viết kịch bản thì có thể viết kịch bản, nghĩ ý tưởng ấy, làm creative cho project này. Các bạn có thể vẽ storyboard cho project. Nó giống như là kiểu vẽ manga, vẽ hoạt hình ấy. Thì khi mà mình đã có một cái kịch bản bằng chữ cho khách hàng, cho client thì người ta sẽ muốn nhìn một cái bảng hình ảnh, hình dung vẽ tay trước là khi mà cái sản phẩm lên hình thì từng cái khung hình sẽ được thể hiện như thế nào, thì nó sẽ dễ hình dung hơn cho cả hai bên. Thường thì bọn em là có cái sản phẩm này là vẽ kiểu file online hết, nên cũng ít khi in ra, chỉ đúng cái hôm on set là sẽ in ra để cho mọi người trong đoàn nhìn thôi. Tiếp theo là những bạn trong đội kiểu producer chạy logistics thì thường là những người lo liên hệ với mọi người, kiểu xếp lịch. Mọi người sẽ đảm bảo là quần áo này được ship đến đúng studio vào ngày này, thì ship sớm hơn, hoặc là ai sẽ lo cầm thiết bị này đến, ai đi mua đồ nội thất. Xong rồi đấy, những bạn lo về logistics, về hậu cần, về việc sắp xếp mọi thứ ấy. Ngoài ra có vị trí stylist, make up. Stylist thì sẽ lo quần áo, lo sắp xếp quần áo, lo trang phục cho diễn viên. Make up thì đấy, hôm on set các bạn sẽ đến make up. Nói về đội máy thì trong đội máy, đội kỹ thuật ấy, sẽ có những người mà lo về máy này, những người lo về đèn, những người lo về dựng những cái thiết bị. Khi mà có một cái máy ấy, sẽ có một cái những người mà sử dụng cái máy đấy, bởi vì những cái máy đấy thường những cái máy rất là đắt tiền, khoảng kiểu mấy trăm triệu cho đến kiểu vài tỷ cho những cái máy quay siêu đắt, nên là sẽ có những người mà biết sử dụng những cái máy đấy để họ ấn cho mình, bởi vì những cái máy đấy thì okay. Thường thì bọn em như kiểu người user bình thường ấy, người tiêu dùng bình thường thì thường mua những cái máy Sony như là S3 đến bây giờ là khoảng 100 triệu, nhưng mà những cái máy to hơn thì thường ít khi là mua lắm, bởi vì thường là khi mà khách hàng mà có budget thì bọn em sẽ thuê những cái máy để mang lại cho cái chất lượng hình ảnh gọi là gần như tối đa, xịn nhất có thể. Thì sẽ có những người chuyên phải take care, phải chăm lo những cái máy đấy và những cái bộ len, vì những bộ len cũng rất đắt. Thì ngoài ra có những người như là họ sẽ kéo nét, focus, bởi vì đây là một cái ngành, một cái bộ phận trong tổ máy. Những người sẽ lo phần thẻ nhớ, những người đến với phần kỹ thuật về máy, kỹ thuật đèn thì sẽ có những người bê những cái đèn, đặt những cái đèn rất to. Mình kiểu đạo diễn hình ảnh mà muốn cái đèn này đặt ở đâu thì người ta sẽ xếp cho những cái đèn ở bên đấy. Và thường những cái vị trí đấy là những ông bác khá là lớn rồi, bởi vì họ sẽ rất cẩn thận trong việc đặt một cái đèn. Nếu cái đèn nó rất to ấy, nên là phải là những người rất là cẩn thận, và những người trong nghề lâu năm họ sẽ đặt những cái đấy lên cho mình. On set của Tờ Linh thì hôm nay có hai anh camera operator, là hai anh đi máy. Như kiểu em là on set thì em sẽ quay phim, em sẽ cầm máy em quay ấy, thì những cái máy to cho on set sẽ là những người mà đeo những cái bộ giáp giáp, mọi người nhìn giống Spider-Man, thỉnh thoảng có hai cái cây nó treo ở trên này này. Thì mục đích của cái bộ đấy là để giảm tải cho cái tay đỡ phải cầm 20 cân đấy, mà cái 20 cân nó sẽ dồn vào chân ấy. Thì nếu mà bạn nào mà to khỏe thì có thể đi theo cái ngành camera operator bên máy, bởi vì cái ngành đấy cần rất nhiều sức khỏe, và những cái shot mà dài thì phải đeo cái bộ đấy tổng phải chắc là 20 mấy cân, phải chạy đi chạy lại cả ngày là cũng rất mệt đấy. Nên là đấy là cho những bạn nào có option bạn nào muốn theo cái hướng đấy. Về hậu kỳ thì có những vị trí như là editor này, làm chỉnh màu colorist, làm 3D. Thường những cái project đơn giản thì thường những công việc như là editor hoặc là colorist thì có mức giá thường cũng cố định. Nhưng mà có những dự án mà cái khối lượng công việc VFX nhiều thì cái budget của VFX cũng sẽ rất là lớn. Nhưng mà thường thì cũng như bao ngành khác thì cái mức độ khó của công việc nó khó bao nhiêu thì cái mức tiền lương của bạn cũng sẽ tương đương với chừng đấy. Anh hiểu. Thế thì thật ra thì nếu mà mình nhìn về khía cạnh đấy thì một production team nó cũng rất 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 là lớn, đúng không? Để ví dụ mình làm ra những cái sản phẩm mà mình nhìn thấy bây giờ, ví dụ như bây giờ đưa ra một con số đi, tạm thời trong ví dụ trong chương cái project gần nhất của em là Gái Độc Thân đi, thế thì số người tham gia vào ekip là bao nhiêu? Cũng phải đến 20 vậy. 20. Và để mình làm một cái sản phẩm như thế thì chắc là em cũng phải ấp ủ và lên ý tưởng, cộng với là chạy nguyên một project đấy thì nó mất bao nhiêu thời gian của em?
từ lúc bắt đầu cho đến khi mà kết thúc. Đấy cũng khá là mất khá là thời gian để bọn em phải liên hệ design set, thiết kế mấy cái set và lên kế hoạch cho mọi người, cũng phải lùi, chắc cũng phải lùi 3 lần, bởi vì chuẩn bị quay thì sẽ Hà Nội sẽ lại bùng dịch Covid gì đấy và kiểu lockdown, thế là lúc lúc mà mở cửa thì lại có một cái điều gì đấy xảy ra nữa, chứ mà bọn em hoãn cái này chắc cũng phải 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 4 lần, 3 4 lần. Em không nhớ bao nhiêu lần nữa, nói chung là hết rap Việt định quay một lần, xong rồi cuối năm định quay một lần không được, xong rồi Tết định quay một lần, xong tháng 4 định quay một lần không được, xong cũng phải tháng 5 mới quay được. Nói chung là Cũng khá trắc là trở nhỉ, khó khăn. chúng cũng cũng trắc trở. Mà thôi, dù Nhưng sao mà thì đến cũng cuối cùng thì kết quả ra sản phẩm mình cũng cảm thấy hài lòng, thế là tốt nhất rồi. Mà anh muốn có một câu hỏi thêm ấy, là bởi vì anh thấy em thì làm rất là đa dạng các sản phẩm đúng không? Có những sản phẩm đó là những sản phẩm nghệ thuật. Ví dụ như những MV ca nhạc, ví dụ như của Tờ Linh này, hay là của Ren Evans, hay của Min đúng không? Min em cũng có quay. Thế thì ví dụ như song song với đấy thì em có làm những cái sản phẩm thương mại TVC quảng cáo kiểu như cho VinFast này, hay là cho một số nhãn hàng khác. Thế thì cái sự khác biệt của hai cái việc sản xuất video cho hai nhóm này nó có lớn không? Và nếu khác biệt thì nó khác biệt ở đâu? thực ra thì cái khác biệt ở đây đó là client là ai. Thường thì nếu mà quay job cho khách hàng mà khách hàng thương mại thì họ sẽ muốn một cái an toàn, họ muốn một cái gọi là chuẩn theo kịch bản, và nếu mà mình có sáng tạo gì thì mình cũng sẽ chia sẻ với họ ngay từ đầu. Thường là ít khi nó xảy ra lắm, bởi vì mình sẽ cố để mà đúng cái thỏa thuận ban đầu là đạt được, thế là được, và khách hàng họ hài lòng là ok. Nhiều khi là em cũng có những cái thấy hơi sến, nhưng mà khách hàng họ thấy là phù hợp với đối tượng khách hàng của họ, thì đấy là công việc mình làm. Khách hàng họ thuê mình để mình làm cho họ thì mình làm theo đúng ý họ thôi là được. Còn những dự án mà nghệ thuật thì thường là em và bạn nghệ sĩ sẽ lên một cái ý tưởng và mình sẽ làm đúng theo cái ý tưởng đấy. Nhưng mà lúc on set thì thường là sẽ có những cái bất cập nó xảy ra, bởi vì là những dự án nghệ thuật thì thường là không sẽ không có điều kiện để chuẩn bị kỹ bằng ấy, mình sẽ quay ở ngoài trời hoặc là mình sẽ có những yếu tố khác mà không không ngờ đến sẽ xảy ra, thì mình sẽ freestyle theo một hướng nghệ thuật khác. Thì chỉ cần là mình và bạn artist cảm thấy thích cái điều đấy thì đấy là được, và mình cảm thấy có sáng tạo. Nếu mà on set mà em thấy một cái gì đấy mà mình freestyle, ví dụ như MV của Ren Evans với Decao thì có cái cảnh mấy cái máy quay 360 độ ấy, mà cái góc mà nhìn nhìn nó giống địa cầu trái đất nó thu nhỏ vào, xong rồi mình thấy người bạn nào dùng máy quay 360 độ chắc là biết. Thì những cái đấy là gọi là phút cuối tự nhiên nghĩ ra ấy. Hôm đấy là trước hôm quay thì anh Thắng đề cao bảo là, ê tao cái máy 360 độ này mày xem có dùng được gì không. Thế là hôm đấy on set và em mang đến quay mấy cảnh nghịch nghịch, cuối cùng ra những cái góc mà rất là nhìn rất là kiểu mới ấy, nhìn buồn cười ấy. Đấy là cái vui của việc mà bọn em làm những cái sản phẩm nghệ thuật, thì mình sáng tạo thế nào cũng được, quan trọng là mình cảm thấy nó vui và nó đẹp là được, chứ không cần phải theo đúng một cái chuẩn gì cả. Trên portfolio của em, anh có xem qua sản phẩm tạm gọi là sản phẩm nghệ thuật tí đúng không? Mà so với sản phẩm mang tính thương mại đi, thì anh thấy cái style, cá nhân anh cảm thấy là cái cách tiếp cận cái style là khác nhau. Với cá nhân anh không biết là có đúng hay không, nhưng mà chắc là em sẽ thích làm những sản phẩm mà nó nghệ nghệ hơn đúng không, mà muốn phát triển. Đối với anh cảm giác là như thế. Không có đúng không? Những cái đấy thì nó sẽ vui hơn, kiểu mình cảm thấy sáng tạo và thoải mái hơn. Nhưng mà đồng nghĩa với việc đấy thì mình cũng phải vẫn phải đi làm để kiếm tiền. Nên những cái project thương mại là để trang trải tiền thiết bị và những tiền chi phí khác. Còn dự án nghệ thuật là làm để làm vì niềm vui ấy. Còn 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 đấy, những công việc mà quay thương mại thì nói chung là em cũng luôn cố có những cái giải pháp sáng tạo cho khách hàng, để mà mình cũng quay, mình cũng phải thấy thích ấy. Tức là nó không nên là quá chán. Thường là có những cái project mà nó sến quá, hoặc là kiểu như đợt vừa rồi em có một khách hàng họ yêu cầu quay 2 tập sến quá. Lúc đầu em cũng bảo là em cũng không muốn nhận, nhưng mà bên công ty lại cũng hơi gấp, nên là cũng Bắt phải nhận. muốn, rất muốn, gọi là cũng cũng gọi là cũng bắt em nhận được project đấy. Xong cũng là cũng cũng hơi fail thật, bởi vì em không phải quay cái style sến mà kiểu sến cảm động kiểu mà Việt Nam hay thích ấy. Nên là vụ đấy cũng không 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 có tập 2, bởi vì
cái sản phẩm tập 1 cũng hơi hơi chán. Nên là thường em cũng tránh những cái dự án mà mình không không làm tốt được hoặc là mình không thấy thích. Bởi vì kể cả thương mại mà làm không thấy thích thì cũng khó để mà làm tâm huyết ấy. Nên là trong bất cứ project nào mà có client họ muốn quay với đội em thì cũng có, và em cũng đưa ra một vài cái ý tưởng sáng tạo gì đấy, ít nhất là có một một vài điểm sáng tạo nhỏ nhỏ trong đấy để cái video của mình ra không bị giống như là hàng trăm những cái quảng cáo khác ấy. Thế là để team bọn em luôn luôn phải có cái ít nhất là cái tiêu chí như thế. Cái câu chuyện mà em đến với cái nghề làm hình ảnh đi, làm video đi, hay ban đầu bước đầu chắc là quay phim đi, thì nó đến như nào? Bởi vì em nói là em là sinh viên marketing đúng không? Tức là nó phải có một cái khởi nguồn nào đấy mà có thể nó khác với những cái con đường chính thống mà em đi. Thực ra câu chuyện em quay phim là bắt đầu từ năm thứ 2 đại học. Đến năm nhất là hồi đấy em vẫn còn đang thích kiểu làm nhạc, làm beat, kiểu làm beat hip hop. Giống anh Tuliver với lại đấy làm mấy hip beat nhạc ấy. Nhưng mà em cũng lúc đấy cũng đã làm từ khoảng lớp 10, 11 xong rồi đến năm nhất đại học là thấy là mình làm không giỏi lắm. Tức là mình thích nhưng mà mình không thực sự là xuất sắc. Nhưng mà lúc đấy em vẫn làm kênh YouTube Flying Andrew bởi vì là mình vẫn tiếp tục làm cái con đường của mình thôi. Nhưng mà lúc đấy em đã bắt đầu thử sức thêm về cái quay phim, bởi vì là lúc đấy em thấy là mình ra một track nhạc cho các bạn mà mình không có một cái video hay để mà post lên YouTube thì hơi phí. Hồi đấy cũng có SoundCloud nhưng mà SoundCloud ít người biết đến ấy, mà trên YouTube hồi đấy là những cái YouTube cover của những nghệ sĩ rất là nổi tiếng, kiểu hồi đấy là mấy triệu view là kiểu rất nhiều rồi ấy. Thế là em bắt đầu học quay phim, và hồi đấy ở trường bên Mỹ thì ông anh trai em là trong một nhóm hát bè a cappella, kiểu hát mà không dùng nhạc cụ ấy. Thế là hồi đấy em sản xuất kiểu thu âm nhạc này xong rồi chỉnh sửa thành một track hoàn chỉnh này, xong rồi em quay bằng cái điện thoại iPhone 5, hồi đấy gọi iPhone 5, hồi đấy mới sang Mỹ đi học chưa được bố mẹ mua tặng cho cái iPhone 5. Thế là quay cái video đấy cho trường bằng iPhone 5. Thế là video đấy rất nổi tiếng ở trường, khoảng 2-3 tháng là được 30.000 view ấy. Đấy là kiểu video đầu tiên viral ở trường em. Thế là em thấy là mình làm video thấy vui hơn làm nhạc. kiểu ra được cái sản phẩm hình ảnh mà mình thích ấy. Em cũng thích cả sản phẩm nghe nữa, nhưng mà nhìn một cái sản phẩm, nhìn nó đối với em nó thấy nó thích hơn. Thế từ đấy em bắt đầu học quay phim nhiều hơn, lúc đầu cũng chỉ quay bằng điện thoại iPhone thôi. Nên là hồi đấy cũng mới nên là chỉnh màu hơi vàng. Vàng kiểu rất vàng ấy, kiểu vàng vàng nắng cháy hơi quá mức. Nhưng mà hồi đấy là nhìn cũng đã đẹp, mọi người bình thường thì mọi người cũng không nhìn để ý đâu. Bây giờ thì mình làm quen rồi thì mình thấy là hồi đấy hơi vàng quá, nhưng mà đấy hồi đấy em bắt đầu bằng cái iPhone xong rồi dần dần mới lên những cái máy ảnh. Và đến lúc mà về Việt Nam năm thứ ba thì em mới bắt đầu gọi là đi quay phim cho các cửa hàng quần áo ấy. Hồi đấy các shop lookbook ở Việt Nam hay họ hay rất, hồi đấy có rất có nhu cầu quay video đi kèm với một bộ quần áo. Nên là hầu hết các shop ở Hà Nội là em cũng quay cho tương đối khá là nhiều. Thì hồi đấy em mới thấy là mình có khả năng gọi là kiếm tiền dựa trên cái công việc quay phim này. Thì sau đấy em mới tập trung dồn hết thời gian để học quay phim chuẩn chỉnh hơn bằng những cái khóa học online khác ở trên YouTube và lại các cái website khác ấy. Rất là thú vị. Thì như anh có nói từ đầu chương trình ấy, thì bọn anh có nhận được một cái spare room, có nhận được một cái confession của một bạn trẻ muốn hỏi về nghề video edit này. Thế thì chắc bây giờ anh sẽ đọc cái confession đấy lên và chắc là chúng ta sẽ thử tìm cách giải đáp những cái thắc mắc của bạn ấy xem như thế nào nha. Bởi vì theo anh được biết thì em cũng đã trải qua con đường này rất là lâu rồi, một khoảng thời gian tính ra là từ năm 2 đại học đến bây giờ thì cũng khá lâu rồi đúng không? Thế thì để anh bắt đầu luôn confession nhé. Em hiện đang học lớp 11 và rất thích quay dựng video. Thường sau giờ học ở trường em thử mày mò làm các video đăng trên TikTok và YouTube. Em muốn biết là nếu trở thành một video editor thì có thể bắt đầu học từ đâu, có cần phải có bằng cấp gì không, và có thể nộp đơn vào những công ty nào. Đó, thế thì mình trả lời từng ý một nhé. Ý đầu tiên đi, em có thể cho bạn ấy biết là nếu mà muốn trở thành một video editor ấy, thì bạn ấy nên bắt đầu từ đâu và như thế nào được không? Thế là lời
cảnh báo đầu tiên của anh cho em là video editor ngành riêng cái ngành đấy là rất là mệt, vì em phải ngồi trước máy tính kiểu rất nhiều. Anh học edit bởi vì là anh edit những sản phẩm anh quay thì thấy rất là vui, nhưng mà khi mà em phải edit những cái sản phẩm của người khác và theo ý của một người khác nữa thì nó sẽ phải có rất là nhiều cái ý tưởng mà mình phải nghe theo. Thì nếu mà em không, nếu mà em hình dung ra được cái đấy và em không thích nữa thì em hãy học theo hướng mà làm phim toàn diện ấy. Tức là mình biết về quay, mình biết về các thứ. Còn nếu mà nhất quyết là thử, anh nghĩ là cũng nên thử, nếu mà làm nghề editor thì em có thể tham gia vào những công ty. Thưa editor thì không cần bằng cấp gì cả, anh cũng không có bằng cấp gì cả. Và thưa ngành phim thì cũng chưa bao giờ cần bằng cấp gì. Mấy ông đạo diễn phim Marvel, hình như có lần em xem cái những cái behind the scene thì em không nhớ là tập nào, nhưng mà ông anh đạo diễn tập đấy cũng bảo là ông ấy học cũng ngành kinh tế hay là học kiểm toán gì, xong bây giờ lại đi làm đạo diễn phim Marvel, xong rồi nói chuyện với đoàn làm phim dùng những thuật, những cái từ mà không chuẩn không chuẩn thuật ngữ làm phim ấy, nhưng mà vẫn ra một cái sản phẩm hay. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Thì trong edit cũng thế, em chỉ cần ra một cái sản phẩm tốt là người ta sẽ thích, chứ người ta không quan tâm là em học cái gì. Thì khi làm editor thì em có thể tham gia với các đội quay phim hoặc là làm các công ty media, thì luôn có những cái kiểu dự án quảng cáo họ sẽ muốn những cái video như này như này như này, thì em có thể edit theo những cái ý tưởng của người ta. Đấy là cơ bản của ngành editor nói riêng. Và lương editor thì cũng em nghĩ cũng bét khoảng 10 triệu một tháng, nhưng mà workload cái khối lượng công việc rất là nhiều ấy, bởi vì trong ngành video luôn có một cái deadline dí lên đầu và deadline sẽ dí từ trên xuống dưới, nên là em là editor sẽ bị dí gọi là nhiều nhất. Bởi vì thường trong những cái dự án công ty thì em phải gửi qua gọi là quản lý cấp trên này, xong rồi phải có một cấp trên nữa này, xong rồi phải cấp tổng, xong cấp tổng lại feedback xuống, xong rồi cấp giữa, xong cấp giữa xong lại nhân viên, xong rồi nhân viên lại đến em. Thì đấy là những cái yếu tố của công việc editor cần phải biết thôi. Nhưng mà nên thử, anh nghĩ nên thử. Trong cái confession này bạn có nhắc đến các cái nền tảng kiểu TikTok với cả YouTube ấy. Thì không biết là em nghĩ là với những cái sự phổ biến các nền tảng như vậy thì nó có giúp ích gì cho các bạn trong con đường mà ví dụ mình có thể thử nghiệm này, hay là mình có thể phát triển trong cái lĩnh vực này được không? Thực ra các bạn mà làm quen với những nền tảng edit social media kiểu TikTok các thứ thì cũng khá là tốt cho việc sáng tạo. Bởi vì có thể sau này bạn không trở thành một editor gọi là cắm máy ngồi cả ngày, nhưng mà bạn có thể sáng tạo ra những cái ý tưởng video mà sẽ rất thành công nếu mà bạn làm cho một cái team creative của bạn. Thì anh nghĩ là em còn đang học lớp 11 thì bạn ý nên thử sức với tất cả các cái thiết bị hiện tại của mình. Bởi bây giờ công nhận trên điện thoại có những cái phần mềm như là CapCut à, hình như đây trong điện thoại em có. Mọi người kiểu rất là thích cái đấy trong giới editor kiểu chuyên nghiệp còn kiểu tải những cái bản PC về để mà dùng edit cho nhanh ấy. Thì khách lại nhiều khi lại thích những cái bản có preset filter các thứ thế hơn, bởi nó làm đơn giản hơn trên PC rất là nhiều. Thì mục đích cuối cùng vẫn luôn là làm cho khách hàng hài lòng, thế là được. Ngay lớp 11 bây giờ em có thể nhận edit video TikTok trong kiểu các TikToker khác ấy, thì cũng đấy cũng là một cái nghề mới gọi là đang lên đấy. CapCut nó dễ dùng. Dễ dùng, dễ trúng thưởng. Dễ trúng thưởng. Em có nói về cái việc là trở thành làm sao để làm phim toàn diện ấy. Thế thì anh muốn hỏi là để mà trở thành một cái người video producer, một người làm phim toàn diện như vậy đi, thì bạn sẽ cần những cái gì? Ví dụ một cái người nào đấy, một bạn đấy thích cái lĩnh vực này thì bạn sẽ cần chuẩn bị những gì? Em nghĩ cái con đường ngắn nhất để mà thực hiện cái công việc đấy là tham gia vào một nhóm làm phim, một cái đội quay phim, để mà mình biết được là từ các khâu sẽ xử lý như nào ấy. Nhưng bạn cũng cần phải biết là bạn muốn làm hướng producer tổ chức hay là hướng kiểu đạo diễn hình ảnh các thứ, thì nó hai hướng nó hơi khác nhau. Nếu mà bạn muốn làm một công việc nghiêng về kiểu quản lý, managing tổ chức, thì bạn hoàn toàn có thể
tham gia vào một team để mà biết là mình những công việc này mình cần thuê ai để mà làm ấy. Còn nếu mà bạn muốn hướng về hướng kỹ thuật nhiều hơn thì bạn nên, có lẽ là nên đi tập đi quay phim nhiều hơn, bởi vì lúc ấy bạn sẽ biết là sử dụng máy quay như nào, sử dụng những cái thiết bị quay như thế nào, ngoài xử lý hậu kỳ như nào, các bước đấy cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình hụt một cái bước thì những cái sản phẩm nó xảy ra sẽ không được như ý lắm. Đấy, một cái điểm khác nữa giữa quay phim và chụp hình thì là quay phim có rất nhiều khâu, và chỉ cần có một khâu mà mình làm không chuẩn là sẽ bị ảnh hưởng đến sản phẩm rất nhiều, và không cứu được như là ảnh lắm, ảnh có thể Photoshop được, chứ video mà bị fail thì cứu rất khó, trừ khi là bạn biết làm CGI VFX tầm Hollywood thì bạn có thể thay thế được, nhưng mà video phải mà tất cả các khâu, thường em cũng làm video project khá là căng, bởi vì tất cả các khâu mình phải đảm bảo là nó chuẩn ấy, bởi vì không là ngoài ra cái sản phẩm nó sẽ thiếu hụt hụt cái này hụt cái kia, hậu kỳ mình còn sửa được, mình còn cày deadline, mình thức khuya làm được, nhưng mà cái khâu sân khấu mà bị lỗi gì đấy là thôi luôn không có file để mà edit luôn. Cá nhân anh thì anh thấy là ví dụ như rất nhiều bạn cũng hay đặt nặng câu chuyện là ví dụ như mình không bắt đầu tham gia cái công việc này vì mình chưa có thiết bị, chưa có đủ máy móc, chưa có đủ tất cả các thứ. Mình chờ đến cái thời điểm mà mình đủ máy móc thiết bị mình sẽ bắt đầu. Thế thì cái quan điểm của em nhé về câu chuyện là thời điểm nào nên bắt đầu và ví dụ như cái việc thiết bị liệu nó có quan trọng đến thế hay không, hay là cái gì mới là thứ quan trọng và sẽ quyết định giúp cho bạn là có thể đi và phát triển tốt ở trong cái con đường làm video như này. Thực ra đấy thì em thấy là thiết bị không nên là cái mà mình phải đặt nặng lên từ đầu. Thực ra những cái sản phẩm mà thành công nhất của em trước giờ là những cái sản phẩm mà quay vào những cái máy rất là nhỏ. Đây ví dụ là đây có một cái máy Sony A6400, đây setup đang để quay vlog. Thì cái máy này là một cái máy 6300, trước cái máy này là em có một cái máy 6300 là cái quay những cái sản phẩm của Châu Bùi, một nổi tiếng nhất của Châu là quay bằng máy đấy, trong khi máy đấy kiểu giới chuyên nghiệp, giới dịch vụ không ai dùng bởi vì nó là cái loại cảm biến bé hơn, trong khi là em vẫn dùng để em quay job như bình thường. Và thực ra thì khách hàng cũng không để ý, bởi vì là họ để ý hơn là những cái góc máy, những cái cảnh cắt, những cái bài nhạc mà mình chọn. Thế nên là cái quan trọng ở đây là cái kỹ năng sử dụng máy, chứ cũng không phải là thiết bị đẹp hay không. Bây giờ thì em dùng một cái máy xịn hơn S3 để mà quay những cái dự án trả tiền khác, nhưng mà khi mà biết sử dụng những cái máy nhỏ, khi mà biết tận dụng tối đa những cái máy nhỏ để mà mình dùng thì khi mà mình có máy lớn thì mình sẽ tận dụng được nhiều hơn và mình sẽ bắt đầu được sớm hơn, chứ để mà chờ mà đủ tiền mua được một cái máy xịn như là A7S3 gần 100 củ thì lúc đấy là có lẽ là hơi già rồi. Các bạn có thiết bị gì thì dùng cái đấy, có điện thoại thì dùng điện thoại, như là em hồi đầu ấy, dùng iPhone là đã quá đủ để làm quen với phần mềm, làm quen với các thiết bị chống rung, các cái cách quay, góc quay các thứ rồi. Như vậy là lời khuyên đặt ra ở đây là nếu mà bạn thực sự thích là bạn nên bắt đầu luôn. Còn nên bắt đầu, có cái gì dùng cái đấy. Có cái gì điện thoại bây giờ ok rồi. Và mấy cái chống rung điện thoại bây giờ chắc 500-800 nghìn là có một cái chống rung điện thoại để mà cái gimbal điện thoại ấy, mọi người hay thấy có cái là đủ để quay video rồi. Nên là và edit trên được điện thoại luôn, không cần máy tính to như ngày trước nữa. Ngày trước phải có một cái, em phải mua một cái máy tính kiểu gaming để mà edit video ấy, thì bây giờ các bạn hoàn toàn edit trên iPhone điện thoại là quá đủ rồi. Coi như trong buổi hôm nay thì mình đã đi qua các cái bước, nói chung cũng khá đầy đủ về câu chuyện làm thế nào để sản xuất video, nó gồm các bước gì, các khâu gì, những cái nhân sự ra sao và cái tiềm năng, cái sự phát triển, bước phát triển các cái công việc, thậm chí là những cái lộ trình để mình có thể phát triển trong nghề này. Thì rất cảm ơn Andrew hôm nay đã dành thời gian, và anh hy vọng là anh em mình sẽ lại tiếp tục có nhiều cái cơ hội khác để mình trao đổi thêm những cái trao đổi mà nó sâu hơn, và biết đâu lại sau này lại có thêm các bạn ấy muốn có những confession mà tìm hiểu sâu hơn nữa về nghề này hay về nghề quay phim chẳng hạn, thì rất có thể anh em mình sẽ lại gặp lại nhau ở trong một số khác của người trong một nghề. Thì rất là cảm ơn em ngày hôm nay, và hy vọng là anh em mình sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn anh. Xin chào các bạn viewer. Hẹn gặp lại trong một tập tiếp theo.
Thank you.